Phạm Thành, tên khai sinh Phạm Chí Thành, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1952, quê quán xã Định Bình, Yên Định, Thanh Hóa, hiện ở tại số 121/128C Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Nguyên là phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, đã nghỉ hưu từ tháng 6 năm 2012. Thời gian còn công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phạm Thành đã từng bị cảnh cáo cho thôi giữ chức vụ Phó trưởng phòng Báo Tiếng Nói Việt Nam và điều chuyển về làm việc tại phòng kiểm thính, ban thư ký biên tập về thính giả vì đã đăng tải lên mạng Internet một số bài viết có nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc và bóp méo chủ trương, đường lối chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước. Có quan hệ thân thiết với một số đối tượng chống đối như Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Lân Thắng, Phạm Đình Trọng, Bùi Minh Quốc, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Chí Dũng. Phạm Chí Thành thường xuyên câu kết với số đối tượng này, tổ chức các buổi gặp mặt để thảo luận và xuyên tạc bản chất của nhà nước Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Y cũng được biết đến là một thành viên tích cực của các hội nhóm phản động như Cứu Lấy Dân Oan, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, NOU, thường xuyên có mặt cổ vũ cho các hoạt động tụ tập đông người tại Hồ Hoàn Kiếm, nhất là các vụ gây rối liên quan đến vấn đề môi trường biển miền Trung năm 2014, vụ Hà Nội đốn chặt cây xanh, dự thảo luật an ninh mạng, dự thảo luật khu vực hành chính kinh tế đặc biệt, hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2. Phạm Thành vi phạm như thế nào? Sau khi bị kỷ luật, Phạm Thành bất mãn, lập blog cá nhân lấy tên là Bà Đầm Xòe và trực tiếp quản lý, điều hành blog này. Phạm Thành, một cựu nhà báo tuột xích, sử dụng blog để tuyên truyền vu cáo, xuyên tạc và bôi nhọ nhà nước Việt Nam, đồng thời tiếp tay cho các đối tượng khác chống phá đất nước, phỉ báng các lãnh tụ của dân tộc, kêu gọi người dân lật đổ thể chế chính trị tại Việt Nam. Theo thống kê, tính từ năm 2012 đến nay, trên blog Bà Đầm Xòe và Facebook cá nhân Phạm Thành, Phạm Chí Thành đã liên tục đăng tải hàng trăm bài viết phản đối hiến pháp, cổ vũ cho phong trào thoái đảng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đăng tải nhiều lời kêu gọi, kích động người dân xuống đường tụ tập đông người trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự, đăng nhiều bài viết, bình luận của người khác có nội dung chia rẽ quần chúng nhân dân với chính quyền, kêu gọi tụ tập phá rối các phiên tòa xét xử tội phạm, nhất là các vụ liên quan đến tù nhân lương tâm hay những nhà đấu tranh dân chủ, như đăng tải nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo đảng cấp cao của nhà nước, hay đăng tải nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước. Phạm Thành liên tục vi phạm Nghị định 38/2005/CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng. Phạm Thành thường xuyên có mặt cổ vũ cho các hoạt động tụ tập đông người tại Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời tường thuật méo mó các sự kiện đó trên blog Bà Đầm Xòe và Facebook cá nhân. Tháng 7 năm 2014, Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã có công văn số 1096/CN/VDC về việc phát hiện blog Bà Đầm Xòe Việt Nam 2.onpress.com có nội dung vi phạm pháp luật và khẳng định các bài viết trên blog đó là của Phạm Thành, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Tháng 8 năm 2014, Hội Nhà văn Việt Nam có công văn số 79/CVHNV về việc phối hợp xử lý tác phẩm Cò Hồn Xã Nghĩa của Phạm Thành gửi tham dự cuộc thi tiểu thuyết lần thứ tư do hội tổ chức với lý do cuốn sách được in đã vi phạm luật xuất bản, cuốn sách có nội dung đả phá chế độ và Chủ tịch Hồ Chí Minh gây ảnh hưởng tiêu cực cho người đọc. Tháng 9 năm 2014, Cơ quan Công an đã mời Phạm Thành lên làm việc để làm rõ về các hành vi vi phạm. Phạm Thành thừa nhận tự lập blog Bà Đầm Xòe để đăng tải các bài viết của mình hoặc bài viết của người khác trên blog này. Tuy nhiên, sau đó Phạm Thành quay ngoắt, gửi đơn khiếu nại về việc bị triệu tập công dân trái pháp luật đối với Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Tháng 11 năm 2014, Phạm Thành gửi đơn tố cáo về việc xâm phạm bí mật cá nhân đối với Hội Nhà văn Việt Nam vì đã sử dụng tác phẩm Cò Hồn Xã Nghĩa của Phạm Thành giao nộp cho cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định tại Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị giám định cuốn sách Cò Hồn Xã Nghĩa của Phạm Thành cùng 20 bài viết của tác giả bút danh Bà Đầm Xòe Phạm Thành. Bà Đầm Xòe được in từ chính blog của Phạm Thành.
Cơ quan điều tra được nhận kết luận giám định cho thấy các tài liệu trên có nội dung sai sự thật, nhiều kết luận không có căn cứ, có nội dung tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, bôi nhọ các cá nhân lãnh tụ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và có nội dung đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang, lo lắng, làm ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tháng 3 năm 2015, khi bị ngăn cản việc lợi dụng lý do tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Gạc Ma để tụ tập đông người, để gây sự với người dân và chính quyền, Phạm Thành đăng bài "Chẳng biết bậc sinh thành có đau bướm đau buổi không?" Tiêu đề, nội dung bài viết cho thấy y là kẻ vô học, não trạng chó tha như thế nào. Tháng 11 năm 2015, Phạm Thành được Tổ chức Khủng bố Việt Tân mời tham gia lớp tập huấn bất bạo động tại Myanmar trong tháng 12 năm 2015. Chuyến đi không thành do cơ quan an ninh đã phát hiện từ sớm và có lệnh cấm xuất cảnh. Tháng 5 năm 2016, Phạm Chí Thành a dua theo phong trào tự ứng cử đại biểu Quốc hội do Nguyễn Quang A khởi xướng. Tuy nhiên, với bản chất chẳng tốt đẹp gì, con đường chính trị của y nhanh chóng bị dập tắt một cách đầy nhục nhã ngay ở vòng gửi xe bởi chính ngay những người dân sống xung quanh đó. Tháng 3 năm 2017, Phạm Thành đăng tải bài viết với tiêu đề "Phong trào đấu tranh thay đổi thể chế, cộng sản cầm quyền đang chuyển thế và lực". Ở cuối bài viết, bà Đầm Xòe ra lời kêu gọi "Hỡi nhân dân Việt Nam lầm than, hãy anh dũng tiến lên". Từ đây, Phạm Thành lộ rõ nguyên hình của kẻ phản động. Tháng 8 năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã gửi giấy triệu tập lần 3 đối với Phạm Thành, Phạm Chí Thành để làm việc liên quan đến vụ án Vũ Quang Thuận và đồng bọn tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã hai lần gửi giấy triệu tập, tuy nhiên Phạm Thành đều bất hợp tác, không đến cơ quan điều tra với lý do nội dung giấy triệu tập vi phạm pháp luật. Tháng 4 năm 2018, Phạm Thành đăng tải bài viết cố tình xuyên tạc tình hữu nghị Việt Trung, y đã xuyên tạc tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường dân tộc của Đảng, nhà nước ta trong thực hiện chính sách đối ngoại. Không hiểu do đâu mà Phạm Thành lại cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm đưa đất nước Việt Nam ít nhất trở thành một bộ phận của tàu cộng. Cũng trong bài viết này, Phạm Thành còn cho rằng vì lãnh đạo Việt Nam trước và nay toàn là một lũ vừa ngu, vừa lú lẫn, vừa hèn hạ. Tháng 9 năm 2019, Phạm Thành in, phát tán cuốn "Thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo, xúc phạm nghiêm trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng". Trả lời phỏng vấn đài VOA, Phạm Thành giới thiệu về cuốn sách này như sau. Quyển sách này là một bằng chứng, một dữ liệu về lời ăn tiếng nói, hành xử của ông Trọng trong những chính sách đối nội và đối ngoại của ông ấy đối với Trung Quốc cũng như đối với thế giới. Ở trong nước, người dân đều biết rõ việc làm của ông Trọng, nhưng có điều là người dân Việt Nam qua bao nhiêu năm bị Cộng sản đè nén, tư duy độc lập không còn, tinh thần phản kháng không còn, nên họ cứ để mặc, để Đảng muốn làm gì thì làm. Chính sách đối ngoại của ông Trọng là vẫn tiếp tục chống phương Tây, còn đối nội là lừa đảo, du ngủ mọi người dân. Tuy vẫn nói rằng Đảng lãnh đạo thế này thế kia, nhưng trên thực tế là người dân đã biết tổng hết rồi, nhưng tinh thần phản kháng thấp nên họ không có những cuộc biểu tình như người Hồng Kông, Đài Loan. Thực ra, nói là in cho ai, nhưng quyển sách này là theo kiểu xuất bản lậu, bởi chẳng nhà xuất bản nào đi xuất bản một cuốn sách theo kiểu ngậm máu phun người như thế. Đọc nội dung cuốn sách có thể khẳng định ngay là một tài liệu mang chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng của những kẻ chống phá như Phạm Thành. Từ lâu, để công kích vai trò lãnh đạo của Đảng, những thành phần chống đối như Phạm Thành luôn tìm mọi cách công kích vào các vị lãnh tụ, lãnh đạo của Đảng. Vì thế, không khó hiểu khi Phạm Thành viết ra những điều bịa đặt như vậy để hạ uy tín Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ có điều, hơi ngạc nhiên sau đó là tại sao Phạm Thành lại chọn thời điểm này để công kích, để hạ uy tín Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi mà uy tín của Tổng Bí thư rất cao, hầu như người dân trong nước và bạn bè quốc tế đều đánh giá rất cao những việc làm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua, nhất là khéo léo trong đối ngoại và công cuộc đốt lò chỉnh đảng sâu rộng thời gian vừa rồi. Nhiều người khẳng định, nếu không có vai trò cầm trịch của Tổng Bí thư thời gian qua, thì không biết Việt Nam sẽ đi đâu, về đâu, vị thế đất nước có được lên cao như thế này hay không. Một con người dành cả tâm huyết cuộc đời, không màng tới sức khỏe cá nhân, chỉ đau đáu vận nước, vậy mà Phạm Thành còn xuyên tạc được hay sao? Phạm Thành xuyên tạc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khác gì lấy trứng chọi đá, tự vác đá ghẻ chân mình, tự bôi mỡ vào người cho cộng đồng mạng chửi rủa. Chiều nay, anh em dân chủ nháo nhác tìm kiếm nhưng không thấy Phạm Thành đâu. Không biết bà Đầm già hiện đang cư ngụ ở chốn nào.